Thưa quý vị, cũng qua số hotline 0901812999, ban biên tập chương trình đã tiếp tục nhận thông tin phản ánh của người dân sinh sống bên cạnh đường tỉnh 318B, khu vực khu 6, khu 7, xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng. Những ngày vừa qua, mưa liên tiếp đã ảnh hưởng đến đường tỉnh lộ. Bởi vì đường tỉnh lộ trên không có hệ thống thoát nước mưa, người dân sống khổ, bức xúc trước mùa mưa bão. Theo đó, tỉnh lộ 318B thuộc địa phận xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Từ năm 2021, tỉnh lộ trên được tu sửa nâng cấp. Thế nhưng điều đáng nói, chủ đầu tư, đơn vị thi công lại không thiết kế đường cống rãnh, thoát nước mưa, nước lũ theo thiết kế tỉnh lộ. Do vậy, mỗi khi trời mưa, người dân khu 6, khu 7, ngay sát lề đường và khu vực xung quanh đều bị nước mưa ngập đường đổ vào nhà, làm ảnh hưởng thiệt hại nghiêm trọng đến kinh tế, cuộc sống của người dân. Người dân ngày một bức xúc. Mặc dù đã phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn không được xử lý. Mới đây nhất, ngày 3 tháng 7, trên địa bàn, nước tràn vào nhà dân. Người dân dùng các biện pháp ngăn nước trên đường tỉnh lộ. Một cụ bà suýt bị tử vong. Phóng viên kênh VTC9 đã trao đổi với đại diện Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng. Được biết, chính quyền xã đã gửi báo cáo các cấp để xử lý, nhưng vẫn đang chờ các cơ quan có trách nhiệm lên phương án. Kênh VTC9 đề nghị cơ quan chức năng huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, chủ đầu tư cần kiểm tra việc thi công, tu sửa đã theo đúng thiết kế chưa, cần có trách nhiệm xử lý thực trạng đoạn đường trên để đảm bảo an toàn cũng như cuộc sống cho người dân.